Meta, công ty mẹ của Facebook, đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự với quy mô lớn với khoảng 11.000 nhân viên. Và không chỉ Meta, thì tỷ phú Elon Musk cũng cắt giảm khoảng 3.700 việc làm tại Twitter, tương đương một nửa số nhân sự của mạng xã hội này. Một làn sóng sa thải nhân sự, cắt giảm chi phí đang diễn ra với giới công nghệ toàn cầu. Sức khỏe tài chính của Meta đã không mới ổn định khi hãng đã để mất 500 tỷ đô la giá trị trên thị trường chứng khoán năm nay. Trong khi đó, công ty này dự báo kết quả kinh doanh yếu kém trong quý 4 và dự toán bộ chi cho năm tới đã khiến giá trị của hãng sụt giảm thêm 67 tỷ đô la. Trước đó, trụ sở của Twitter cũng như văn phòng của nhiều công ty tại nhiều thành phố trên thế giới đồng loạt đóng cửa khi mạng xã hội này đang sa thải hàng loạt nhân viên. Tôi nhận được email thông báo sa thải nhân viên và ngay hôm sau tài khoản email công việc của tôi bị đăng xuất, tài khoản nhóm chat của tôi cũng bị xóa mất. Twitter xác nhận 50% trong số hơn 7.500 nhân viên đã bị sa thải khỏi công ty. Tỷ phú Elon Musk khẳng định công ty đã không còn chấp nhận hình thức làm việc từ xa, trừ một số trường hợp ngoại lệ do chính ông đồng ý. Nhân viên cũng sẽ phải làm tối thiểu 40 giờ mỗi tuần. Twitter đang phải đối mặt với khoản nợ 13 tỷ đô la Mỹ và khoản chi phí lãi vay lên tới 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Twitter đã gặp phải nhiều khó khăn về doanh thu, không có cách nào khác để mô tả thông điệp về triển vọng kinh tế và cách nó tác động đối với một công ty phụ thuộc vào quảng cáo như Twitter. Amazon cũng thông báo ngừng tuyển dụng trong nhiều tháng tới và cắt giảm khoảng 10.000 nhân viên trong bối cảnh dự kiến doanh thu bán hàng quý 4, quý quan trọng nhất trong năm, chỉ ở khoảng 4 tỷ đô la. Công ty thanh toán trực tuyến Stripe và ứng dụng gọi xe Lyft gần đây cũng thông báo giảm số lượng lớn lao động. Sau khi phân tích một loạt các yếu tố, các chuyên gia cho rằng gốc rễ của vấn đề đối với cả Meta và Twitter là doanh thu đến từ quảng cáo. Ước tính, các nhà quảng cáo Mỹ đang chi 65,3 tỷ đô la cho các mạng xã hội như Facebook, Snap và Twitter trong năm nay. Con số này chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả nền tảng video dạng ngắn phát triển nhanh như TikTok cũng không miễn nhiễm bởi xu hướng cắt giảm chi tiêu quảng cáo trên mạng xã hội. TikTok đã phải hạ dự báo doanh thu quảng cáo của mình. Không chỉ ở mặt trận kinh tế, các dự luật chống độc quyền ở nhiều khu vực đang được coi là trở ngại kiểm soát hoạt động của những công ty công nghệ. Tất cả những diễn biến mới nhất này đang dự báo về sự cạnh tranh công nghệ là vô cùng khắc nghiệt trong thời gian tới. Để tồn tại tốt thì các nền tảng buộc phải hữu ích hơn, đáng tin hơn và an toàn hơn so với những gì mà các mạng xã hội hiện nay thể hiện. Thưa quý vị, vào sáng nay, lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 bắt đầu các phiên họp trên đảo Bali, Indonesia với lời kêu gọi của nước chủ nhà cần đoàn kết và hành động cụ thể để cứu vãn nền kinh tế toàn cầu, bất chấp những chia rẽ vì xung đột tại Ukraine. Sau nghi thức gõ búa chủ tọa, Tổng thống Indonesia Joko Widodo mở đầu bài phát biểu bằng việc đi thẳng vào thực tế khi thừa nhận thế giới hiện đang trong tình cảnh khủng hoảng, trong khủng hoảng, cạnh tranh và đối đầu ngày càng gai gắt. Tổng thống Indonesia cho rằng G20 cần là chất xúc tác để phục hồi kinh tế bao trùm và không thể để thế giới rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh khác. Một trong những điều kiện tiên quyết là các nước cần tôn trọng luật pháp và nguyên tắc quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc. Ông cũng kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc xung đột, bởi nếu không thì thế giới sẽ không thể tiến bộ. Trong khi đó trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali thì hai nhà lãnh đạo Mỹ Trung đã có cuộc gặp đầu tiên trực tiếp kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết không cần phải có một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc sau những gì ông đã mô tả là cuộc gặp thẳng thắn với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Xác định Trung Quốc là thách thức lớn nhất và là đối thủ cạnh tranh với Mỹ trong thế kỷ 21, tuy nhiên ông Biden đã đưa ra một quan điểm khá tích cực sau cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo nhất trí không bao giờ nên tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Ngay sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai nước đang phối hợp để lên kế hoạch cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Quốc, sự kiến diễn ra vào đầu năm sau. Chính phủ Ba Lan sẽ tiếp quản tài sản tại Ba Lan của công ty khí đốt Gazprom của Nga. Cụ thể, Ba Lan sẽ tiếp quản cổ phần của công ty Europolga, một phần của hệ thống vận chuyển khí đốt tự nhiên tại Ba Lan. Trên thực tế, thì Gazprom đã có 48% cổ phần của Europolga. Ngay sau quyết định của Ba Lan, chính phủ Đức cũng tuyên bố sẽ quốc hữu hóa công ty con cũ của, của Gazprom là công ty bảo đảm năng lượng châu Âu Gazprom Romania. Theo Bộ Kinh tế Đức, thì việc quốc hữu hóa công ty này có thể đe dọa đến an ninh nguồn cung năng lượng của Đức. Caprom Germania được đánh giá là công ty đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung khí đốt của Đức đến mức không được phá sản trong bất cứ trường hợp nào. Quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 15 tháng 11, thế giới đã đón công dân thứ 8 tỷ là một bé gái người Philippines chào đời lúc 1 giờ 29 phút theo giờ địa phương tại bệnh viện tưởng niệm bác sĩ Jose Fabella. Công dân thứ 8 tỷ của thế giới được đặt tên là Vinay Bansak. Quỹ dân số Liên Hợp Quốc ước tính dân số thế giới có thể đạt 9 tỷ người vào năm 2037. Sự tăng trưởng này là do tuổi thọ của con người tăng nhờ những tiến bộ về sức khỏe cộng đồng, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và thuốc men. Đây cũng là kết quả của mức sinh cao, bền vững ở nhiều quốc gia. Tại Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới, dù đã cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh ba con nhưng tỷ lệ sinh ngày càng giảm. Sau gần 40 năm áp dụng chính sách một con nghiêm khắc, từ năm ngoái Trung Quốc đã cho phép sinh ba con. Số ca sinh mới ở Trung Quốc dự báo giảm kỷ lục trong năm 2022, giảm dưới 10 triệu trẻ. Tỷ lệ sinh bình quân của phụ nữ Trung Quốc cũng thuộc hàng thấp nhất thế giới. Ủy ban Dân số Quốc gia Trung Quốc dự báo dân số nước này sẽ giảm từ năm 2025. Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2035 với hơn 30% dân số trên 60 tuổi. Một cây nấm phổ trắng đã được bán với giá kỷ lục 184.000 euro, tương đương với hơn 4,6 tỷ đồng trong phiên đấu giá diễn ra vào cuối tuần qua tại một lâu đài ở Italia. Người mua thành công cây nấm trúc phô màu trắng nặng 700 g này là một doanh nhân người Hồng Kông Trung Quốc. Nấm cục trắng trúc phô là một trong những nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ nhất nhưng cũng được săn lùng nhất trên thế giới nhờ vào độ quý hiếm và hương thơm đặc biệt. Nấm cục trắng trúc phô chỉ mọc tự nhiên trong rừng, chỉ được thu hoạch nhờ vào sự trợ giúp của chó nghiệp vụ được huấn luyện như đào tìm kho báu. Trước thêm giải đấu World Cup ở Qatar, không khí bóng đá lúc này đã tràn ngập khắp phố phường quốc gia Nam Mỹ Brazil. Người dân hào hức trang trí đường phố với những màu sắc đặc trưng, được coi là một truyền thống chuẩn bị cho giải đấu bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh. Ở ngoại ô thành phố Rio de Janeiro, người dân bắt đầu lấy sơn và giấy màu để trang trí đường phố bằng màu vàng và màu xanh, những màu sắc đặc trưng của lá cờ Brazil ở Wabi Mirim, người dân địa phương có thói quen tổ chức một cuộc thi, trong đó những người hàng xóm tự tổ chức để trang trí và sơn đường phố của họ và cạnh tranh với những người khác để có thể giành được giải thưởng. Trước đó, ông Watanabe đã từng giành chiến thắng một lần trong cuộc thi trang trí này và ông hy vọng một lần nữa sẽ được lặp lại thành tích đó. Chúng tôi là những người Brazil và dù có rất nhiều khó khăn, vất vả, quá nhiều lo toan nhưng vẫn luôn có một khoảng trống để có thể ăn mừng World Cup. Chúng ta sẽ cùng tập trung tề tựu tại đây để cùng chung vui và cổ vũ đội tuyển quốc gia cũng như hòa quyện trong một tinh thần nhiệt huyết sôi động của bóng đá, của môn thể thao vua này. Trang trí đường phố để chuẩn bị cho World Cup là một truyền thống kéo dài khắp quốc gia Nam Mỹ này, một trong những nhà vô địch lớn nhất của giải đấu bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh với 5 lần vô địch World Cup.